Warhammer 40,000, kỷ nguyên Indomitus. Chương 7, Đồ tể và mãnh sư. Những tưởng cuộc săn lùng mảnh chìa khóa của các Ark Bowmen sắp sửa kết thúc với một chiến thắng áp đảo tại cuộc vây hãm Xerox, Vastor đã bất ngờ phải hứng chịu một thất bại cay đắng nhờ vào sự can thiệp của Bellacor. Thế nhưng, giá trị to lớn của mảnh chìa khóa mà các Dark Angel nắm giữ không cho phép hắn bỏ cuộc một cách dễ dàng. Thay vào đó, một kế hoạch mới đã được bắt đầu không lâu sau khi đạo quân của The Ark Griffin tháo chạy khỏi Xerox. Thông qua việc thẩm vấn các tù nhân bắt giữ được từ cuộc tấn công, các Dark Angel đã biết được vị trí ẩn náu của Ark Griffin chính là bên trong hệ thống sao Idoratros, nằm bên trong khu vực ảnh hưởng của cơn bão warp khổng lồ mang tên Sonium Stars thuộc Imperium Nihilus. Nhưng sự thật là chính Vastor là kẻ đã gián tiếp cung cấp thông tin này cho Dark Angel bằng cách xâm nhập tâm trí của các Chaos Space Marine bị bắt giữ, đưa ra vị trí của mình nhằm biến mình thành mồi nhử khiêu khích các Dark Angel tìm đến hắn, tin tưởng rằng các Grandmaster sẽ không để cơ hội tiêu diệt kẻ thù tuột mất một cách dễ dàng, nhất là khi kẻ đó vừa xâm phạm đến thủ phủ linh thiêng của Chapter. Azrael và các thành viên khác của nội viên dễ dàng hiểu được rằng thông tin về vị trí của Vastor được cung cấp quá dễ dàng và quá đột ngột này đại diện cho một cái bẫy. Nhưng đúng với kỳ vọng của Vastor, Dark Angel sẵn sàng mạo hiểm để đảm bảo rằng hắn sẽ không để trốn thoát thêm một lần nữa. Và như vậy, Supreme Grandmaster Azrael đã nhanh chóng tập hợp lực lượng để tấn công vào thành trì của Ark Griffin bên trong Sonium Stars. Nhưng chiến dịch lần này sẽ không chỉ có sự tham gia của Chapter Dark Angels mà bao gồm toàn bộ các Unforgiven, các Chapter hậu duệ được tách ra của quân đoàn đệ nhất kể từ sau Horus Heresy. Sức mạnh tổng hợp của họ đã tạo nên một lực lượng Astartes mang Jin Sith của Lionel Johnson với quy mô chưa từng thấy kể từ thời đại của các quân đoàn. Nó bao gồm 3/4 sức mạnh của tất cả các Unforgiven Chapter đã tập hợp cùng Dark Angel xung quanh pháo đài tu viện di động vĩ đại vừa được sửa chữa của họ, quyết tâm trả thù cho sự tàn phá mà Ark Griffin đã gây ra cho Xerox và chấm dứt sự hoành hành của các Ark of Omen một lần và mãi mãi. Nhận thức được rằng Ark Griffin đã chuẩn bị trước cho cuộc tấn công của họ, Azrael đã phái một số lực lượng đặc nhiệm đi trước hạm đội chính để tìm kiếm cạm bẫy không để tránh khỏi của hắn. Đồng thời, Grandmaster Ezekiel và các Librarian mạnh mẽ nhất của Chapter tìm cách vượt qua rào cản sai kích của cơn bão Sonium Stars để thấy trước điều gì đang chờ đợi họ trong lãnh địa của Vastor. Không lâu sau đó, tin tức từ các đội trinh sát đã cho thấy rằng ảnh hưởng của Sonium Stars đã khiến phần lớn thế giới ở rìa của nó rơi vào sự kiểm soát của hồn ma, và dấu hiệu của các hạm đội thù địch có thể được ghi nhận ở gần như mọi hệ thống sao. Đặc biệt, bản thân hệ Idoratros đã bị biến thành thủ phủ của các Ark of Omens và là nơi Vastor thu thập các mảnh và hoàn thiện chiếc chìa khóa bí ẩn của mình. Một đội trinh sát của Ravenwing đã đưa ra mô tả chi tiết về đội quân phản bội khổng lồ đang chờ đợi họ. Nó không chỉ bao gồm giáo phái của Ark Griffin và quân đoàn đen của The Despoiler, mà còn cả các thành phần thuộc về Emperor Children, Death Guard và Word Bearers. Trong đó, mối đe dọa lớn nhất chính là Ark of Omen mang tên Netherwolf Blade và Belfleet của nó nằm dưới sự kiểm soát của Dark Mechanicum. Không lâu sau đó, các Chief Librarian của Ezekiel cũng đã xác nhận rằng Vastor thực sự đang hiện diện bên trong hệ thống và tín hiệu tâm linh của hắn đang bị lấn át bởi một nguồn năng lượng khổng lồ của một thiết bị hắc ám bí ẩn nằm gần trung tâm. Nhưng ngoài điều này ra, họ không thể chắc chắn về điều gì khác khi đối mặt với sự nhiễu loạn sai kích mạnh mẽ gây ra bởi Sonium Stars. Để đối phó với lực lượng hỗn mang rải rác khắp các hệ thống xung quanh, hạm đội Unforgiven đã được chia làm hai nhóm. Lực lượng thứ nhất bao gồm các Charter Cloud Guardians, Blaze of Vengeance và Guardians of the Covenant, tấn công vào hệ thống sao lần cận đang bị chiếm đóng bởi nhiều đạo quân hỗn mang là Skyrim và Asporta, trong khi lực lượng chính thứ hai được dẫn đầu bởi chính Xerox tấn công trực diện vào hệ Idoratros. Đúng như mong đợi, ngay khi Xerox và hạm đội hộ tống khổng lồ của nó vừa đâm xuyên qua bức màn thực tại của hệ Idoratros từ trong Warp, nó đã được đón đầu bởi Belfleet của chiếc Netherworld Blade và một cuộc đại chiến khủng khiếp trong không gian đã nổ ra. Hạm đội của Xerox có lợi thế đáng kể về số lượng,
nhưng lực lượng hỗn ma đã nhanh chóng có được tay trên nhờ vào khả năng làm chủ công nghệ vượt trội của Vastor, cũng như các đạo quân hỗn ma được tăng cường sức mạnh tâm linh nhờ Sonium Stars. Chẳng bao lâu sau, hạm đội Unforgiven đã bị thương vong nặng nề và một số tàu chiến chủ chốt đã bị phá hủy trước sự tấn công từ các vũ khí tối tân của Vastor và Dark Mechanical. Riêng chiếc Netherworld Blade đã tự mình tiêu diệt toàn bộ đội hình hộ tống và hai tàu chiến hạng nặng của Charter Disciples of Caliban. Ngược lại, hạm đội trung thành cũng đã hạ gục được hàng loạt tàu chiến của chúng nhờ hỏa lực kết hợp và các cuộc tấn công đổ bộ chiến tàu từ bên trong. Trên đài chỉ huy của Zerok, Azrael và các chỉ huy đã xác định rằng chiếc Ark Netherworld Blade đang cố gắng trì hoãn bước tiến của họ để câu giờ cho quân tư viện hỗn ma mà lực lượng Unforgiven thứ hai đang đồng thời phục kích ở các hệ thống ngoại vi. Nhưng sau đó, thông qua một cuộc đổ bộ táo bạo của các Ravenwing và Unforgiven dưới sự lãnh đạo của Master Samael, chiếc Ark đã bị vô hiệu hóa thành công. Hài lòng, Azrael bắt đầu cho tập hợp lại hạm đội của mình để tấn công mục tiêu thực sự của họ, chính là tín hiệu tâm linh kỳ dị ở gần trung tâm hệ thống. Nhiều giờ nhanh chóng trôi qua kể từ khi hạm đội của Zerok tiến sâu hơn vào hệ thống Iduratos. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, họ lại phát hiện rất ít dấu hiệu của kẻ thù. Đồng thời, các Tamarines đã xác định được một tín hiệu sai kích cộng hưởng dường như đang gia tăng ngày càng mạnh mẽ khi họ tiến gần đến mục tiêu của mình hơn. Không lâu sau đó, tín hiệu bí ẩn này đã bắt đầu can thiệp vào đường truyền máy móc và thậm chí là cả tâm trí của phi hành đoàn trong hạm đội, đặc biệt nghiêm trọng nhất trên chính Zerok, khiến cho máy móc chập chờn, người phàm trở nên hoảng loạn và các Astartes cũng bắt đầu cảm thấy một sự bất an kỳ lạ. Không ai tìm được nguyên nhân của những biểu hiện bất thường này, cho đến khi họ nhìn thấy thứ nằm ở trung tâm hệ thống. Đó là một hành tinh nhân tạo, một thế giới được chắp nối từ nhiều mảnh khác nhau và hàn gắn bằng các công nghệ và ma thuật đen tối cổ xưa. Bề mặt tựa như hỏa ngục của nó được phủ kín bởi những lò rèn, nhà máy công nghiệp đồ sộ, các lục địa kim loại đan xen với tàn dư mục nát của những cánh rừng cổ đại. Một hành tinh chết được hồi sinh và biến đổi để phục vụ chủ nhân của lò rèn linh hồn. Các dữ liệu hình ảnh, biểu đồ và kết quả phân tích đã nhanh chóng được thu thập và truyền tới các chỉ huy Unforgiven, và cùng với nó là một sự mặc khải kinh hoàng. Trong những khoảnh khắc đầu tiên, đã không một Unforgiven nào dám tin vào những gì họ đang thấy. Nhưng rồi, các giao thức nhận diện tự động trong hệ thống máy tính của Zerok đã thức tỉnh và xác nhận chắc chắn rằng hành tinh gồm quốc kỳ dị và họ đang nhìn thấy chính là quê nhà đã mất của họ, Caliban. Thông qua những công nghệ siêu nhiên mà ngay cả các Grandmaster cũng không thể hình dung nổi, The Ark Griffin đã bí mật thu thập và kết nối những tàn dư của các Caliban với sự điên loạn của Warp, để rồi giờ đây nó đã được tái sinh trở thành một thứ gì đó mới và bàng bố. Thay vì là mái nhà cho một trong những quân đoàn Space Marine đáng kính nhất của nhân loại, giờ đây chủ nhân của nó chính là Vastor. Cư dân mới là hàng tỷ kẻ dị giáo và cái tên mới của nó là Wormwood. Đối với các Unforgiven, sự tồn tại của nó là một sự xúc phạm, một lưỡi dao đâm thẳng vào linh hồn của mọi chiến binh mang gen của Lionel Johnson. Trên tất cả, nó là minh chứng hữu hình cho bí mật đen tối nhất mà họ luôn cố gắng che giấu kể từ cái chết của Caliban. Do đó, ngay khi cú sốc khủng khiếp dần lắng xuống, Supreme Grandmaster Azrael cuồng ngộ đã lập tức ra lệnh bắt đầu một cuộc đổ bộ tấn công tổng lực. Mặc dù không thể thấu hiểu được kế hoạch của Agrifane, ông biết chắc một điều rằng tạo vật báng bổ này không được phép tiếp tục tồn tại. Nó buộc phải bị thành trừng. Ngay lúc này, ngay tại đây, bị hủy diệt hoàn toàn và bị quên lãng cũng như ký ức về tội lỗi năm xưa của các thiên thần xa ngã bằng mọi giá. Và như vậy, ngay khi đổ bộ thành công xuống bề mặt, các Unforgiven đã nhắm vào các tổ hợp phòng thủ lớn nhất của lục địa chính, nơi các đạo quân hỗn mang khổng lồ đang bảo vệ vô số pháo đài, bong kê, được lắp kín bởi hệ thống tháp pháo và tên lửa chống hạm dày đặc, với mục tiêu nhanh chóng san bằng hệ thống phòng thủ quỹ đạo, nhằm cho phép Zerok tiến gần cho một cuộc Exterminators với quy mô chưa từng thấy kể từ Horus Heresy. Trong khi đó, Azrael dẫn đầu một lực lượng tinh nhuệ tấn công vào một tổ hợp nhà máy công nghiệp khổng lồ được gọi là Cung điện Warforged, nơi các Tech Marines đã xác định được tín hiệu mạnh mẽ từ tạo vật của The Ark Griffin. Cả hành tinh này là một cỗ máy diệt chóc khổng lồ. Mỗi bước đi của họ đều phải đối mặt với những cạm bẫy chết người và những khung cảnh địa ngục
sẽ khiến người phàm hóa điên loạn, trong khi Chaos Space Marine, quỷ dữ, các Demon Engines, Dark Skitari và những tín đồ của Vastor tấn công từ mọi phía. Nhưng rồi, sau nhiều giờ chiến đấu khốc liệt, Azrael và đoàn quân của ông cuối cùng đã đến được trung tâm của cung điện Warforged, nơi đã được bảo vệ bởi các Quaters và Chaos Knight. Đây chính là khởi nguồn của tín hiệu tâm linh hắc ám mà các Dark Angel đang tìm kiếm. Nhưng trái ngược với kỳ vọng của họ, nó không phải hang ổ vĩ đại của The Ark Revenge, nó thậm chí còn không phải là một vị trí chiến lược quan trọng. Thay vào đó, đây là trung tâm của một nghi lễ tâm linh hắc ám, nơi các giáo sĩ của Hỗn Ma đang tụ họp quanh một bàn thờ lớn để hiến tế máu và linh hồn của những tù nhân xấu số cho vị huyết thần. Ngay trước khi Azrael kịp hạ lệnh tấn công, dàn hiến tế đã bất ngờ phát nổ ngay khi nghi lễ màn rợ của chúng vừa hoàn tất. Và từ bên trong vụ nổ khủng khiếp ấy, cơn bão lửa và khói bụi cuồn cuộn tích tụ lại để rồi dần tạo nên thân hình đồ sộ của Demon Primarch Angron. Thiên thần đó đã được triệu hồi một lần nữa cho cuộc tàn sát. Và với hình ảnh Angron cất cánh lao thẳng vào hàng ngũ Unforgiven, cơn thịnh nộ của vị Supreme Grandmaster đã hóa thành sự khiếp đảm khi ông nhận ra rằng cơn giận dữ mù quáng đã đưa mình vào cái bẫy của Vastor. Cùng lúc đó, phía trên quỹ đạo, giữa cuộc tấn công ồ ạt của lực lượng bộ binh, một cánh cổng không gian bí mật đã bất ngờ mở ra phía trước ngôi sao trung tâm của hệ thống Idoratos. Và từ trong nó, hạm đội thực sự của Hỗn Ma đã xuất hiện, bao gồm hàng ngàn tàu chiến được dẫn đầu bởi chiếc Vengeful Spirit của War Master Abaddon và chiếc Ark Abomen được tu sửa và nâng cấp của Vastor tên là Orak Myriad. Hạm đội khổng lồ của chúng lập tức tăng tốc về phía Wormwood để bảo vệ các Unforgiven trên quỹ đạo, và bản thân chiếc Orak Myriad hướng thẳng về phía Zerok. Bất ngờ bị kẹp giữa hàng phòng thủ không gian của Wormwood và các tàu chiến hùng mạnh của War Master Abaddon, các Unforgiven nhanh chóng phải hứng chịu tổn thất khủng khiếp. Chính Abaddon đã dẫn đầu một cuộc đổ bộ lên chiếc Impeccable Justice của các Ravenwing, phá hủy con tàu và khiến phần còn lại của nó lao về phía hạm đội trung thành, gây ra sự tàn phá khủng khiếp với sự phát nổ của hệ thống Warp Drive quá tải. Nhưng ngay trước khi hạm đội của War Master có thể chiếm được thế áp đảo hoàn toàn, một hạm đội khác đã bất ngờ hiện thực hóa bên trong hệ Idoratos. Và thay vì là một Belfleet khác như các chỉ huy Unforgiven đã lo sợ, đó lại là một hạm đội trung thành thuộc về Chapter Blood Angels và Imperial Navy dưới quyền lãnh đạo của người trị vì Imperium Nihilus, Commander Dante. Mặc dù không biết làm cách nào những đồng minh này lại biết về cuộc viễn chinh của các Unforgiven, sự xuất hiện của hạm đội Blood Angel đã giúp cho hy vọng về chiến thắng của họ được củng cố. Tuy nhiên, các Unforgiven vẫn chưa được biết rằng Dante không chỉ mang theo một hạm đội tiếp viện kịp thời mà còn một món quà quý giá và quan trọng hơn nhiều. Một cách thận trọng, từ đài chỉ huy của chiếc xoáy hạ mang tên Absolution Isle của mình, Dante kết nối với đường truyền liên lạc hỗn loạn của hạm đội Unforgiven và rồi thông báo về sự cứu rỗi tối thượng của họ với sự hãnh diện rằng Primarch của quân đoàn đệ nhất Lion L. Johnson đã trở lại và ông đang có mặt ngay trong hệ thống để tham gia trận chiến này. Cú sốc từ lời thông báo của Dante dường như khiến chính thời gian ngừng lại và đường truyền Vox của hạm đội Unforgiven đã nín bặt trong gần một phút, trước khi ông bị tấn công bằng những câu hỏi dồn dập khi họ cố gắng hiểu làm cách nào điều phi lý mà Dante vừa thông báo có thể xảy ra. Bởi lẽ kể từ sự hủy diệt của Caliban, các Dark Angel đều tin rằng Primarch của họ đã tử trận trong cuộc chiến định mệnh với kẻ phản trắc Luther. Nhưng sau tất cả, có một sự thật mà có lẽ chỉ mình trí tuệ siêu phàm của hoàng đế trên Golden Throne mới nhìn thấy, đó chính là Lion vẫn còn sống. Ngay khi Caliban chuẩn bị sụp đổ dưới cơn tình nộ của cơn bão warp khổng lồ mà các vị ác thần tạo nên, vị Primarch bị thương nặng đã được các sinh vật bản địa bí ẩn của Caliban được gọi là Watchers in the Dark cứu sống. Và trong suốt hơn 10.000 năm tiếp theo, ông đã chìm trong một giấc ngủ sâu bên dưới lòng địa chất của chính Zerok dưới sự canh giữ của các Watcher thầm lặng, trong khi những thương tổn nặng nề trên cơ thể ông dần được hồi phục theo thời gian. Cuối cùng, sau sự khai sinh của Cicatrix Maledictum vào đầu thiên niên kỷ thứ 42, Lion đã bất ngờ thức tỉnh bên trong giấc mơ của mình.
Ông đã tới một chiều không gian bí ẩn mang dáng vẻ của những cánh rừng cổ đại của Caliban, được gọi là Mirror Caliban, và là mái nhà của các Watchers in the Dark. Thông qua vùng đất ảo mộng này, Lion đã dần lấy lại được ký ức của mình và khám phá ra một khả năng đặc biệt được gọi là Forest Walk. Nó cho phép ông sử dụng Mirror Caliban như một cây cầu giữa các chiều không gian, giúp ông dịch chuyển đến các thế giới khác chỉ bằng cách tập trung tiềm thức vào điểm đến của mình. Vì sự nhiễu loạn gây ra bởi The Great Rift, Lion vẫn chưa thể hiểu hết về bối cảnh của thiên hà, về những thay đổi của Imperium trong hơn 10.000 năm qua, hay về tình hình của quân đoàn Dark Angel. Nhưng dù vậy, ông vẫn có thể thấy được rằng sự tồn vong của nhân loại đang bị đe dọa, và bổn phận của mình chính là đánh đuổi kẻ thù của nhân loại và khôi phục trật tự cho Imperium. Điểm đến đầu tiên mà Forest Walk đã đưa Lion đến là một hành tinh mang tên Karma. Tại đây, ông đã gặp và sau đó xóa tội cho một Fallen Angel bất đắc dĩ tên là Zabriel. Sau đó, cùng với Zabriel và sự hỗ trợ của cư dân bị áp bức của hành tinh, Lion nhanh chóng giải phóng Karmath khỏi sự thống trị tàn bạo của một bang hội Chaos Space Marines được gọi là 10,000 Eyes. Tiếp theo, nhờ vào khả năng Forest Walk, Lionel Johnson đã tiếp tục đưa thêm nhiều hành tinh lân cận về dưới sự bảo hộ của mình, đồng thời tìm kiếm và kết nạp thêm các thiên thần xa ngã trung thành tương tự như Zabriel, giờ được biết đến là các Ryzen, được xóa bỏ tội lỗi trong quá khứ tại Caliban và trao cho cơ hội phục vụ Primarch của mình một lần nữa vì tương lai của nhân loại. Không lâu sau đó, Lion đã chinh phạt thành công được thêm nhiều thế giới trong Imperium Nihilus, hình thành nên một vùng lãnh thổ rộng lớn được gọi là Lion's Protectorate. Theo thời gian, tin tức về sự trở lại của ông đã đến được với Commander Dante, người sau đó đã đích thân đến điều tra để xác thực sự trở lại của vị Primarch. Trong cuộc gặp, Dante đã trình bày cho L. Johnson về những thay đổi của thiên hà kể từ khi ông rơi vào giấc ngủ dài bên trong Xerox. Và cũng như Primarch Gilliman, người mà ông đã rất sốc khi biết rằng vẫn còn sống, Lion đã nhìn Imperium of Man hiện tại với sự thất vọng và căm thù, vì mọi thứ mà ông biết đã thay đổi quá nhiều và quá nghiệt ngã kể từ khi họ rời bỏ Imperium. Nhưng cũng giống như người anh em sáng suốt của mình, Lion đã nhìn ra được rằng đằng sau màn đêm u tối này chính là sự kiên cường bất khuất của con người và lòng trung thành không thể lay chuyển của những chiến binh đã và đang ngã xuống trên khắp thiên hà để bảo tồn vương quốc của hoàng đế. Trên tất cả, cảm xúc lớn nhất mà ông cảm nhận được chính là cơn thịnh nộ trước hiện thực rằng giấc mơ của cha ông, của chính ông về một tương lai huy hoàng dành cho nhân loại đã bị vùi dập và làm ô uế bởi bè lũ Xenos, những kẻ đột biến, dị giáo và phản trắc. Ngay lúc này đây, chúng đang lợi dụng màn đêm để sâu xé thiên hà, tin rằng mình luôn là thợ săn và an toàn đằng sau bóng đêm và sự hỗn loạn mà chính mình tạo ra. Nhưng không lâu nữa đâu, chúng sẽ phải nhận ra sai lầm của mình, vì Lionel Johnson, mãnh sư của Caliban, thợ săn của màn đêm, đã trở lại. Hiểu được thời gian là yếu tố quyết định, L. Johnson không lãng phí thời gian thêm nữa mà lập tức tập hợp các Ryzen để lên đường cùng Commander Dante để ngăn chặn mối đe dọa lớn nhất đối với Imperium of Man ở thời điểm hiện tại. Đó chính là chiến dịch Arx of Omen của Vastor và Abaddon. Mặc dù không lâu trước đó, chính Lion và các Ryzen đã từng trực tiếp chống lại sự tấn công của các Arx khi chúng tiến vào vùng lãnh thổ mà ông bảo hộ. Tuy nhiên, Lion vẫn chưa thể tìm ra được mục tiêu của chúng và cách để ngăn chặn. May mắn thay, thông qua những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, các Blood Angels đã giải mã được mưu đồ của War Master Abaddon và Vastor. Và các manh mối mà họ tìm được đều đang hướng về cùng một nơi. Đó chính là hệ thống sao mang tên Idoratos, nằm bên trong Sonium Stars. Với điểm đến được xác định, vị Chapter Master của Blood Angels nhanh chóng tập hợp mọi sự trợ giúp có thể tìm được cho hành trình của mình. Mặc dù không thể nhìn thấy điều gì đang chờ đợi họ trong hệ Idoratos, ông sẽ không mạo hiểm tiến vào thủ phủ của các Arx of Omen mà không chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng, sau nhiều tuần chuẩn bị, lên kế hoạch và du hành xuyên qua biển Warp hùng bạo, họ đã tới nơi. Hạm đội tổng hợp của Blood Angel và Imperial Navy đang tắm dưới ánh sáng từ ngôi sao của hệ Idoratos, và Dante đang chứng kiến cuộc đại chiến khốc liệt giữa các Unforgiven và Bale Fleet của Vastor trên bầu trời rực lửa của một hành tinh địa ngục bằng chính đôi mắt mình. Tuy nhiên, bản thân Lion đã không còn có mặt trên chiếc xoáy hạm của ông nữa. Mặc dù không khỏi lo lắng, Dante tin rằng Lion đã sử dụng khả năng du hành xuyên không gian mới của mình để tham gia vào cuộc chiến trước họ. Đúng như ông đã lo ngại,
thông báo về sự trở lại đột ngột của Lion đã khiến cho những tâm trí vững vàng nhất trong số các Unforgiven phải quay cuồng bởi sự hoài nghi và cảm xúc lẫn lộn. Nhưng may mắn thay, họ vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng những câu hỏi cần phải được gạt sang một bên để tập trung vào cuộc chiến trước mắt. Về phần mình, vị Chapter Master của Blood Angel nhanh chóng đảm bảo với các Unforgiven rằng hạm đội của ông sẽ hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể và Al Johnson sẽ sớm xuất hiện để chiến đấu cùng họ. Ngay lập tức, ông ra lệnh cho hạm đội Imperial Navy tập hợp để bảo vệ Xerox, trong khi hạm đội Blood Angel của mình lao vào trận chiến tàn khốc trên quỹ đạo với hạm đội của Black Legion. Trở lại bề mặt, lực lượng Unforgiven đã sớm mất đi khả năng liên lạc do các đoạn mã độc được Vastor phân tán trong hệ thống Vox, do đó vẫn chưa hề biết về những gì đang diễn ra trên quỹ đạo. Họ đơn giản là tiếp tục chiến đấu, hy vọng rằng những chiến thắng và hy sinh của mình là đủ để đánh bại kẻ thù. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Thiên Thần Đỏ bên trong cung điện Warforge, tình hình đang ngày càng trở nên xấu đi đối với các phòng tuyến của họ. Hướng tấn công chính do Azrael chỉ huy đang buộc phải tham gia vào một cuộc chiến tuyệt vọng chống lại cơn cuồng nộ của Angron và các Guetors của hắn. Mặc dù một nỗ lực của các Deadwing Terminator và Librarian dưới sự chỉ huy của Grandmaster Belia đã tạm thời kìm chân được cuộc tàn sát này, nhưng cái giá cho điều đó cũng vô cùng lớn với sự hy sinh của phần lớn các Librarian và ngay cả Master Belia cũng đã bị trọng thương sau khi đối đầu với chính Angron. Chỉ riêng sức mạnh vật lý và sự hùng hãn của hắn đã đủ để khiến gần như mọi nỗ lực phản công của họ kết thúc với việc Azrael ra lệnh rút lui vào sâu hơn, cho đến khi sự lựa chọn thực sự duy nhất lúc này là cố thủ bên trong một tổ hợp kiến trúc đổ nát, trong khi bầy đàn Guetors khát máu của Angron đang tập hợp cho một cuộc tấn công điên cuồng tiếp theo. Nhưng trong lúc các Unforgiven chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tử thủ không thể tránh khỏi, một phép màu đã xảy ra. Từ bên dưới tầng mây đen dày đặc, một đội quân vàng bất ngờ lao xuống với những đôi cánh rực lửa. Theo sau là các tàu vận tải và dropod màu đỏ thẫm. Các động cơ phản lực và jump pack của họ đốt cháy tầng mây để tham gia vào cuộc chiến bên dưới. Trước sự kinh ngạc của Azrael, Commander Dante và các Blood Angels đã lao vào cuộc chiến từ phía sau các đạo quân Guetors như một cơn thủy triều diệt vong tới từ thiên đường, trong khi chúng cất lên những tiếng gầm thù ghét. Mặc dù không thể tìm ra nguyên nhân cho sự xuất hiện đột ngột của các Blood Angels, Azrael vẫn có thể cảm thấy tràn đầy hy vọng vào chiến thắng và sự phục thù. Ông lập tức ra lệnh cho toàn bộ lực lượng còn lại của mình đồng loạt tấn công, nhằm chặn hướng rút lui của chúng khỏi cuộc tấn công bất ngờ từ phía sau của các Blood Angel. Đúng như kỳ vọng, cuộc phản công kịp thời đã khiến cho đạo quân của Angron quay cuồng giữa làn đạn chéo như thể một phôi thép đặt giữa búa và đè. Hàng quân bên ngoài của chúng lao vào cơn mưa đạn một cách điên cuồng, trong khi các Guetors ở giữa chém giết lẫn nhau để thoát khỏi sự kìm kẹp và các Chaos Knight nghiền nát những kẻ dị giáo dưới chân mình khi chúng cố gắng di chuyển trong một biển người không lối thoát. Nhưng rồi, sự hiện diện của những chiến binh mang gen của Zanquinius, người đã hạ nhục Angron tại cánh cổng vĩnh cửu 10.000 năm trước, đã khiến sự khát máu của hắn dâng trào. Và giữa sự hỗn loạn đó, Angron đã cầm lên và cất cánh về phía hàng ngũ của các Blood Angel. Ngay khi xâm nhập vào giữa đội hình trung thành với một cú va chạm kinh hoàng, hắn lập tức bắt đầu tàn sát tất cả những ai trong tầm mắt với tốc độ và uy lực không thể hình dung nổi, xẻ thịt Astartes, chém đôi xe tăng và xuyên qua chiến lũy như một cơn lốc không thể ngăn cản. Nhận ra Angron cần phải được giải quyết trước khi đội hình của họ bị tàn phá hoàn toàn, Dante và đội cận vệ Sanguinary Guard của mình đã chuẩn bị một cuộc phục kích bất ngờ cùng với sự hỗ trợ của các tiểu đội Assault Marine, Devastator và hai cỗ Redemptor Dreadnought hùng mạnh. Ngay sau đó, khi vừa phát hiện sự hiện diện của vị Chapter Master trên đỉnh của một tòa tháp cao trước mặt, Angron lập tức mửa đầng máu lên đỉnh tòa tháp một cách điên cuồng để lấy mạng ông. Nhưng ngay khi hắn vừa xuất hiện với một tiếng gầm thách thức, đội hình mai phục của Dante đã lập tức khai hỏa. Sự công phá khủng khiếp của các loạt đạn pháo, bolter và plasma tầm gần đã xẻ nát áo giáp, xuyên thủng xương thịt và phần rã nội tạng của hắn, khiến hắn cứng lại và loạng choạng trong đau đớn. Thật không may, ngay cả điều này cũng không đủ để khuất phục hắn, và thậm chí còn làm tăng thêm cơn cuồng nộ trong tâm trí hắn. Lưỡi rìu cửa máy Spy Grinder và thanh gươm quỷ Sami Arius của hắn chém tới tấp vào lực lượng tinh nhuệ của Dante ngay cả khi cuộc oanh tạc dữ dội của họ còn chưa chấm dứt. Từ phía xa bên dưới, tầm nhìn được cường hóa của Azrael đã cho phép ông chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trên đỉnh tòa tháp, nơi đang dần biến thành một lò mổ khi các chiến binh tinh nhuệ của Blood Angel chiến đấu trong một cuộc chiến tuyệt vọng chống lại tên đồ tể của địa ngục.
các danh Winery Guard với bộ giáp vàng nhuốm máu và đôi cánh phản lực gãy nát của họ rơi xuống từ bầu trời như thể thiên nga va phải máy chém. Cơ thể bọc thép ceramite dày đặc của các Redemptor Rednaught bị xuyên thủng một cách tàn bạo và dễ dàng đến mức khó tin. Standard Bearer, Devastator và Assault Marines nằm vương vãi trên sàn nhà ngập máu như thể những món đồ chơi bị xé nát hoặc bị ghim chặt trên tường bởi những lực va chạm khủng khiếp. Trung tâm của sự tàn bạo phi thường ấy chính là Angron, vẫn đang di chuyển và tấn công một cách điên loạn khi hắn tìm cách đồ sát những chiến binh trung thành cuối cùng bên trong tòa tháp. Trong khi đó, phía trên quỹ đạo, chiếc Ark Orak Mirage vẫn đang cố gắng tiến sát Xerox, ngay cả khi nó đang bị phá hủy dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của hạm đội trung thành. Không quan tâm đến sự diệt vong đang cận kề của chiếc Ark và sự hoảng loạn của các đầy tớ xung quanh mình, Vastor tập trung toàn bộ trí lực của mình vào Xerox để tìm kiếm dấu hiệu của mảnh chìa khóa cuối cùng, một thiết bị quyền năng cổ đại được gắn vào Xerox từ hàng thiên niên kỷ trước, được gọi là Tuchula Engine. Ngoài các Dark Angel và Vastor, có rất ít người trong thiên hà biết về sự tồn tại của thiết bị vô giá này, và những ai hiểu được khả năng của nó thậm chí còn ít ỏi hơn. Bản thân Tuchula Engine là một trong ba mảnh của một thiết bị cổ đại được chế tạo từ hàng trăm triệu năm trước bởi các Owan, giống loài siêu việt đã từng thống trị thiên hà. Và với chức năng mở ra những đường hầm xuyên qua khoảng không giữa Warp và thực tại, nó chính là một trong những công cụ để họ tạo ra hệ thống Webway. Với kiến thức này, Vastor muốn tìm lại cả ba mảnh để chế tạo lại thiết bị Owan cổ đại mà hắn gọi là Tessonance Engine, và sử dụng nó cùng với các cổ vật mạnh mẽ khác mà chiến dịch Ark Bowman đã thu thập được như một chiếc chìa khóa để tìm đến nơi đang cất giấu thứ vũ khí bí ẩn của hắn. Cho tới thời điểm này, Vastor đã có được hai mảnh ghép khác của Tessonance Engine được gọi là Ouroboros và Placard. Do đó, Tuchula Engine của Xerox chính là mảnh ghép cuối cùng mà hắn cần để thức tỉnh chiếc chìa khóa quyền năng của mình. Ngay khi chiếc Orak Mirage đã nằm trong khoảng cách thuận lợi, Vastor lập tức bắt đầu xâm nhập vào hệ thống máy móc của Xerox, thu thập và phân tích dòng chảy dữ liệu khổng lồ của hàng ngàn năm lịch sử của Chapter, cũng như những thông tin mà cuộc vây hãm trước đó đã thu thập được để truy tìm dấu hiệu của Tuchula Engine. Chẳng bao lâu sau, hắn đã thành công. Cuối cùng, chỉ với một suy nghĩ, hắn đã dịch chuyển trực tiếp từ chiếc Ark đang sụp đổ của mình vào thẳng phòng chứa của Tuchula Engine bên trong Xerox. Đứng trước cỗ máy cổ đại và con rối vô hồn mà nó sử dụng để giao tiếp, Vastor tuyên bố ý định của mình rằng hắn sẽ giải thoát nó khỏi sự giam cầm của cặp Dark Angel và đoàn tụ nó với Ouroboros và Placard. Không hề nào núng, cỗ máy đã cất lời bày tỏ sự đồng ý. Và sau một cuộc đối thoại ngắn gọn về kế hoạch của mình, cả Acrifane và Tuchula Engine đã cùng biến mất vào hư vô, trong khi chiếc Orak Mirage tỏ nhận cái chết tàn nhẫn của mình trước họng súng của Xerox. Trở lại cuộc chiến trên bề mặt Wormwood, Thiên Thần Đỏ đã tàn sát gần như toàn bộ lực lượng Blood Angel đã phục kích hắn trên tòa tháp đổ nát. Nhưng trong khi đang xử lý những chiến binh cuối cùng, hắn đã phải hứng chịu một cơn mưa đạn bất ngờ từ bên dưới khi Azrael và các chiến binh Dark Angel xung quanh mở đường máu băng qua chiến trường hỗn loạn và đồng loạt khai hỏa về phía hắn để hỗ trợ các Blood Angel. Chỉ trong nháy mắt, Angron đã xác định được kẻ tấn công mình và thông báo về cuộc tắm máu tiếp theo với một tiếng gầm giận dữ. Nhưng ngay khi Demon Primarch vừa cất cánh về phía Azrael, một chiến binh trong bộ giáp hoàng kim cũng đã nhảy ra khỏi tòa tháp và vùng lưỡi rìu của mình về phía hắn. Nhanh như chớp, Angron quay người lại để đỡ lấy đòn đánh của Commander Dante. Cú va chạm khủng khiếp của Spine Grinder và lưỡi rìu Mortalis của ông đã khiến hắn bị đẩy lùi, trong khi Dante bị hất văng khỏi bầu trời một cách đau đớn. Trước sự kinh hoàng của Azrael, Thiên Thần Đỏ cất tiếng gầm chiến thắng trên bầu trời, trong khi Dante nằm bất động trên bậc thang đổ nát của tòa tháp, dường như không còn sức chống cự trước đòn kết liễu không thể tránh khỏi của Angron. Nhưng ngay vào giây phút này, một làn sương dày đặc với sắc xanh ma quái đã bất ngờ xuất hiện trên nền đá giữa vị Chapter Master bị trọng thương và Angron lơ lửng phía trên. Nó uốn lượn, chia tách và lan tỏa như thể có gì đó khuấy động từ bên trong. Trước ánh mắt kinh ngạc của Azrael, nó tách ra thành từng cụm trên nền đá và bắt đầu cô đặc lại, tạo nên những hình thù cao lớn của các Astartes với bộ giáp màu đen. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sự bối rối của Azrael trước cảnh tượng trước mặt đã chuyển sang choáng ngợp,
Khi phía trước những Astarte bí ẩn, một chiến binh vĩ đại cao lớn hơn bất kỳ Astarte nào khác bước ra từ làn sương mù. Mặc dù chỉ từng được nhìn qua những bức họa, tượng đài và tranh điêu khắc, vị Supreme Grandmaster không cần thêm bằng chứng nào nữa để biết rằng chiến binh tóc vàng đang khoác trên mình bộ giáp tuyệt mỹ màu xanh lục kia chính là Lion L. Johnson, mãnh sư của Caliban đã trở lại với những người con của ông trong thời khắc quyết định nhất. Sau một thoáng nín lặng, thông báo về sự xuất hiện của Lion đã lan tỏa khắp chiến trường như một cơn bão, vực dậy sức mạnh và quyết tâm của mọi Unforgiven để họ quên đi mọi sự mệt mỏi và nghi hoặc để tiếp tục chiến đấu. Ngay cả Angron cũng đã phải bất động trong thang chốc phía trên đỉnh tháp trước sự hiện diện bất ngờ của vị anh em Primarch trung thành. Nhưng sau cùng thì, hàng thiên niên kỷ chém giết và chìm đắm trong sự thù ghét đã khiến hắn mất đi khả năng phân biệt kẻ thù này với kẻ thù khác. Đối với hắn thì Lion chỉ đơn giản là một kẻ thù khác mà hắn cần phải giết, nhưng chắc chắn cũng là kẻ thù hùng mạnh nhất mà hắn sẽ phải đối mặt trong trận chiến này. Với suy nghĩ đó, Angron cất tiếng gầm rung trận và lao xuống tấn công Lion, người đang cầm trên tay phải thanh gươm Filthy hùng mạnh và chiếc khiên vĩ đại của hoàng đế trên tay trái. Vũ khí của cả hai Primarch va chạm với tốc độ và âm thanh của sấm sét. Uy lực từ những đòn đánh đầu tiên của Angron đủ để chém đôi mọi bộ giáp Ceramite một cách dễ dàng. Thế nhưng tấm khiên của hoàng đế đã hấp thụ tất cả mà không hề sức mẻ. Thanh gươm của Lion đối đầu với lưỡi cưa của Angron trong những đòn đánh tốc độ và tràn đầy năng lượng, không ngừng tạo ra những làn sóng xung kích làm rung chuyển toàn bộ cấu trúc xung quanh. Trong khi đó, các Astarte mặc giáp đen phía sau lợi dụng mọi sơ hở của Angron để trợ giúp chủ nhân của mình trước khi được Lion ra lệnh rút lui để tham gia vào cuộc chiến bên dưới với các Guetos. Từ phía xa, Azrael quỳ gối nhìn Primarch của mình chiến đấu với sự kinh ngạc không thể diễn tả thành lời. Giữa mỗi cú đánh, ánh mắt của Lion lại hướng về phía ông để truyền tải một thông điệp rõ ràng mà không cần từ ngữ, rằng L. Johnson đang nhử Lion ra khỏi chiến trường này để tạo điều kiện cho Dante và các Blood Angel trong tòa tháp cơ hội được giải cứu. Nhanh chóng hiểu ra mệnh lệnh của Primarch, Azrael lập tức đưa sự chú ý của mình trở lại bức tranh chiến lược của cuộc chiến xung quanh khi ông đứng dậy và rút gươm để đối đầu với kẻ thù đang lao tới. Ngay sau đó, Lion đã nhảy ra khỏi tòa tháp và biến mất khỏi tầm nhìn trong khi thét lên lời thách thức với Angron phẫn nộ đang đuổi theo sau. Trong khi đó, tại gần lõi của Wormwood, được che chắn bởi mọi nỗ lực tìm kiếm của kẻ thù, Vastor đã trở lại với mảnh chìa khóa cuối cùng mà không bị phát hiện. Với tất cả kiến thức và khả năng làm chủ công nghệ mà hắn sở hữu, hắn đã nhanh chóng hoàn thành thiết bị Dissonant Engine quyền năng của mình bằng cách kết hợp Ouroboros, Placard và Tutelar Engine rồi xác nhập nó với lõi hành tinh quỷ của hắn. Ngay khi được khởi động, nó bắt đầu chuyển động như thể một quả tim quái dị khổng lồ được làm từ máy móc. Xung quanh nó, toàn bộ cấu trúc, toàn bộ lục địa và sau cùng là cả thế giới bắt đầu rung chuyển. Phía trên bề mặt, hàng tỷ kẻ dị giáo bất ngờ bị nuốt chửng bởi những rãnh nứt không đáy như thể cát đổ vào lò luyện kim khi các thành trì, nhà máy và tổ hợp công nghiệp khổng lồ của chúng bị xâu xé bởi những cơn địa chấn khủng khiếp hoặc bị thiêu rụi bởi những biển dung nham và bão lửa tới từ lòng đất. Phía trên quỹ đạo, sự kinh hoàng nhanh chóng bao trùm toàn bộ lực lượng trung thành khi họ chứng kiến hành tinh quái dị bên dưới bắt đầu chuyển động như một cỗ máy phức tạp kỳ dị. Các mảng lục địa nhân tạo dịch chuyển khỏi vị trí của mình và đâm vào nhau trong những cú va chạm kinh hoàng. Chứng kiến cảnh tượng phi thường ấy trên đài chỉ huy của chiếc Vengeful Spirit, The Despoiler nở một nụ cười mãn nguyện khi hắn nhận ra rằng mình đã chiến thắng. Sau tất cả, chiếc chìa khóa tối thượng đã hoàn tất và nó đang thức tỉnh. Trái tim của Wormwood đã đập. Trở lại bề mặt, cung điện Warforged cũng đã bắt đầu sụp đổ bởi sự chuyển mình của hành tinh trong khi cuộc chiến vẫn đang diễn ra xung quanh nó. Mặc dù sự can thiệp kịp thời của Lion đã giúp chấm dứt sự tàn phá của Angron lên lực lượng trung thành, nhưng sự khốc liệt của cuộc chiến vẫn đang ngày càng leo thang khi đạo quân bị bao vây của Guetos đang ngày càng trở nên hung hãn và liều lĩnh hơn. May mắn thay, những cơn địa chấn bất ngờ cũng đã khiến chúng phải quay cuồng, đồng thời phá hủy những trường năng lượng hắc ám mà Vastor sử dụng để cắt đứt đường truyền Vox tới không gian của họ. Nhờ đó, Azrael đã có thể liên lạc với Zirok và hiểu ra được rằng lực lượng trung thành của ông không thể tiếp tục tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa này nữa. Kế hoạch của The Acrophane đã thành công và không lâu nữa mọi thứ trên bề mặt sẽ bị nghiền nát bởi sự chuyển mình của Wormwood. Chưa tình thế cấp bách,
Azrael và vị commander bị thương nặng của Blood Angel nhanh chóng thống nhất với Xerox một kế hoạch để điều hướng lực lượng còn lại quanh cung điện Warforged cũng như hàng chục vùng chiến rải rác khác tới những vùng chống ổn định gần nhất để các tàu vận tải có thể bắt đầu công tác di tản khỏi hành tinh. Nhưng họ không phải là bên duy nhất nhìn thấy sự diệt vong cận kề. Đạo quân Guetheus vốn đã chịu thương vong nặng nề bởi cuộc tấn công bất ngờ của các Blood Angel, giờ đây đã mất đi hoàn toàn phương hướng vì sự vắng mặt của Angron, khiến cho mục tiêu chung của chúng giờ đây cũng là rút lui để sống sót. Nhưng cũng có nhiều kẻ đã quá điên loạn để tháo chạy, thay vào đó vẫn tiếp tục tấn công điên cuồng tất cả mọi thứ xung quanh mình. Và như vậy, trong khi mặt đất sụp đổ hoặc trồi lên xung quanh mình, phun ra những luồng khí sục sôi và dung nham nóng chảy, các Blood Angel đã sát cánh cùng lực lượng Unforgiven còn lại, mở đường máu xuyên qua đạo quân hỗn ma, vượt qua hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác mà hành tinh quỷ giải phóng về phía họ để tới điểm rút lui của mình. Cùng lúc đó, đồ tể của Sư Cát Đỏ và mãnh sư của Caliban đã mang cuộc chiến không khoan nhượng của mình xuống sâu bên dưới các tổ hợp công nghiệp khổng lồ của hành tinh. Giữa những lò rèn và dây chuyền lắp ráp kề rợn của Vastor, ánh sáng, tia lửa và sóng xung kích lóe lên liên tục trong màn đêm khi cả hai trao đổi đòn đánh khủng khiếp của mình, ngay cả khi mọi thứ đang sụp đổ xung quanh. Cuộc giằng co của hai Primarch dường như kéo dài mãi mãi cho đến khi bề mặt mà họ đang đứng bất ngờ dâng cao lên đến tận bề mặt để lộ ra một hệ thống piston và quạt tản nhiệt khổng lồ. Khắp không gian xung quanh đều bị bao phủ bởi một làn trường khí ma quái dày đặc, đến nỗi tầm nhìn siêu phàm của cả hai Primarch bị thu hẹp chỉ còn vài mét. Tuy nhiên, đây lại là môi trường lý tưởng đối với Lion, người đã quá quen với những cuộc săn lùng trong màn đêm giữa các cánh rừng già của Caliban. Ông di chuyển thanh thoát, xác định vị trí của Angron và né đòn một cách dễ dàng, khiến hắn liên tục tung đòn chỉ để phát hiện ra rằng ông đã biến mất hoặc bị đánh bật lại bởi tấm kiên của Hoàng đế. Mặc dù không hề biết mệt mỏi, việc chiến đấu điên cuồng trong một khoảng thời gian dài như vậy với Lion mà không đoạt được thêm mạng sống nào đã khiến sự đày đọa của Butcher's Nail lên tâm trí Angron ngày càng khủng khiếp hơn. Và điều này càng giúp cho cuộc săn của Lion trở nên dễ dàng khi hắn không ngừng gầm gừ và vùng vũ khí một cách điên loạn giữa làng sương mù dày đặc. Và trong những thời khắc hoàn hảo, Lion sẽ tung ra những đòn đánh đau đớn hoặc huých mạnh vào cơ thể hắn từ phía sau bằng tấm kiên trước khi lập tức biến mất một lần nữa. Điều này tiếp tục lặp lại cho đến khi một piston khổng lồ trồi lên từ mặt đất và tạm thời thổi bay làn sương mù bao quanh Angron. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhìn thấy Lion đang lao tới từ bên cạnh trong một đòn phục kích tiếp theo. Ngay lập tức, Angron vung cả hai vũ khí của mình về phía cổ của Lion. Tốc độ và góc chém tới từ cả hai phía của nó khiến cho việc nâng kiên lên đỡ là không thể. Tuy nhiên, thay vì đỡ đòn, Lion lập tức cúi xuống bằng một chân quỳ, trong khi giương mũi nhọn của thanh Filthy lên cao để hắn lao thẳng vào nó. Chỉ trong một nháy mắt, toàn bộ lưỡi gươm của Lion đã ngập trong ngực của Angron cho đến khi nó xuyên thẳng qua gáy của hắn trong một cơn mưa máu xối xả. Quán tính từ đòn tấn công thất bại của Angron đã khiến cả hai cùng lăn qua làn khói. Không để hắn có thời gian hoàn hồn, Lion đứng trên cơ thể quằn quại vì đau đớn của hắn và giương tấm kiên của Hoàng đế lên cao bằng cả hai tay. Và với một tiếng gầm rụ mạnh, Lion cắm thẳng tấm kiên của mình vào sống mũi của Angron với một lực mạnh tới nỗi nó đã xuyên qua hộp sọ của hắn. Ngay lập tức, cơ thể của Thiên Thần Đỏ đã phát nổ như một đầu đạn pháo, xé toạc cơ thể hắn thành hàng ngàn mảnh trong chớp mắt, khiến cho ngay cả ý chí bất diệt của hắn cũng không thể hàn gắn lại. Lion bị đánh bật ra xa với vụ nổ, nhưng rồi lại lập tức đứng dậy với bộ giáp sứt mẻ và hàng trăm vết thương lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể. Mặc dù ông biết rõ rằng Angron sẽ sớm quay trở lại để phục thù, nhưng lúc này hắn đã bị trục xuất. Trong khi đó, phần lớn lực lượng trung thành còn lại đã đến được điểm tập kết của mình. Hết trung đội này đến trung đội khác vội vàng lên những con tàu vận tải để thoát khỏi cơn thịnh nộ của hành tinh, trong khi nhiều chiến binh vẫn chọn ở lại để bảo vệ điểm tập kết của họ cho đến khi các huynh đệ của họ đã cất cánh an toàn. Sự phá hủy của Orak Myriad đã cho phép Xerox và hạm đội trung thành tập trung sức mạnh vào cuộc chiến với hạm đội của Abaddon và đã buộc hắn phải ra lệnh bắt đầu rút lui khỏi vùng chiến trong không gian, cho phép các chuyến tàu di tản được thực hiện dễ dàng hơn. Nhưng ngay cả khi đã thoát khỏi bề mặt, thêm nhiều chiến binh trung thành khác cũng đã hy sinh khi các phương tiện chở họ bị bắn hạ bởi đạo quân hỗn mang bên dưới hoặc bị thiêu rụi bởi những luồng năng lượng chết người đang sâu xé bầu trời. Lúc này, lực lượng của Azrael và Dante đã đến gần khu vực di tản của riêng họ. Tuy nhiên, trước khi tới nơi, một đạo quân Demon của Nergal đã xuất hiện để ngăn cản. Mặc dù bị phục kích và áp đảo cả về mặt số lượng lẫn sức mạnh, sự chỉ huy sáng suốt của các Grandmaster đã giúp họ phản ứng một cách kịp thời và mạnh mẽ. Tuy nhiên, đạn dược và thời gian đều là thứ có hạn,
và sau nhiều giờ liên tiếp giữ vững phòng tuyến với hỏa lực tập trung, Master Samael đã dẫn đầu các Attack by Ravenwing trong một nỗ lực phá vỡ cuộc vây hãm của Demon, nhưng đã vấp phải sự ngăn cản bởi một Greater Demon khổng lồ của Nurgle, được gọi là Ukhablax. Khả năng nôn ra các đạo quân quỷ dữ liên tục của hắn đã nhanh chóng áp đảo lực lượng của Samael. Nhưng ngay khi tưởng chừng con đường dẫn đến sự cứu rỗi giờ đây đã đóng lại, các Astartes mặc giáp đen bí ẩn đi cùng Lion đã bất ngờ xuất hiện kịp thời để cầm chân lũ quỷ và cho phép lực lượng của Azrael và Dante thực hiện rút lui an toàn. Ngay khi bắt kịp những chuyến tàu di tản cuối cùng, họ lập tức cất cánh trong khi toàn bộ khu vực tập kết vừa bắt đầu quá trình sụp đổ. Các phi cơ Thunderhawk tăng hết tốc lực để chạy đua với cái chết của toàn bộ lục địa. Đâm xuyên của loạt đạn pháo và tên lửa vẫn đang được giải phóng bởi các tháp pháo tự động từ bên dưới, trong khi cảnh quan mọi hướng phập phồng chuyển động và bầu trời rực sáng với cực quang và sấm chớp. Sau khi đã thoát khỏi bầu khí quyển của hành tinh, Azrael đã nghe được giọng nói của chính Lion thông qua kênh vóc của hạm đội. Ông dõng dạc tuyên bố rằng không có nỗ lực nào của lực lượng trung thành có thể phá hủy thứ mà kẻ thù đã đánh thức trong lõi của hành tinh bên dưới, và nếu còn cố nán lại sẽ phải đối mặt với sự diệt vong. Chúng đã giành chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng các thiên thần của cái chết của hoàng đế sẽ sống tiếp để phục thù. Theo lệnh của Lion, hạm đội Unforgiven, Blood Angels và Imperial Navy tập hợp tất cả các chiến hạm còn lại về quanh Xerox và bắt đầu một cuộc rút lui vội vã, cố gắng di chuyển ra xa hành tinh quỷ vẫn đang sục sôi bên dưới nhất có thể. Abaddon quan sát cuộc rút quân vội vàng của hạm đội trung thành với cảm xúc tận lộ, hài lòng vì chiến thắng lớn của mình và những tổn thất khủng khiếp hắn đã gây ra cho các Unforgiven, nhưng cũng đồng thời không khỏi lo ngại về sự trở lại của một Primarch trung thành nữa. Hắn tự hỏi liệu Lionel Johnson sẽ tạo ra tác động gì cho cuộc chiến dài của hắn khi mà cuộc chinh phạt của Robotic Kilimon vẫn đang diễn ra. Nhưng dù thế nào, The Spoiler cũng có thể yên tâm rằng chiến thắng hôm nay chắc chắn là của hắn. Chiếc chìa khóa đã được thức tỉnh và không còn kẻ nào có thể ngăn chặn hắn tìm đến vũ khí quyền năng của mình. Từ lõi của Wormwood, Vastor đã liên lạc với War Master để thông báo về thành công của mình và yêu cầu hắn chuẩn bị cho sự kích hoạt của Dissonant Engine. Không lâu sau đó, trong khi cả hạm đội hỗn mang lẫn trung thành vẫn đang tìm cách di chuyển tới khoảng cách an toàn, những cơn bão lửa ma quái đang bao trùm hành tinh ngày càng trở nên sáng chói hơn cho đến khi ngay cả ánh sáng của mặt trời cũng bị lu mờ. Trong nháy mắt, toàn bộ vùng không gian xung quanh Wormwood bất ngờ biến dạng, bị bóp méo như thể được nhìn qua một quả cầu thủy tinh, trong khi các thiết bị đo năng lượng trên các trạm điều khiển cho ra những kết quả bất khả thi. Sự hoảng loạn bao trùm mọi khoang tàu của hạm đội phía xa. Astarte nín thở với sự kinh ngạc và khiếp đảm, trong khi phần lớn phàm nhân la hét hoặc bất tỉnh vì sợ hãi khi họ nhận ra Wormwood đang khoan thủng thực tại, như thể một con ký sinh trùng đang cố gắng xâm nhập vào lớp da của vật chủ. Chỉ sau vài phút, ở trung tâm của vùng không gian biến dạng đã hình thành một lỗ sâu khổng lồ, dường như đang dẫn tới một chiều không gian chứa đựng các dải ánh sáng màu bạc vô tận. Và rồi chỉ trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ hành tinh quỷ của Vastor và ngay sau đó là hạm đội của Abaddon đã biến mất hoàn toàn vào bên trong, bỏ lại phía sau một vùng không gian biến dạng rộng lớn khi cánh cổng đóng lại, đánh dấu cho kết thúc của chiến dịch Idoratos với sự thất bại nặng nề của lực lượng trung thành. Không lâu sau đó, Lord Inquisitor Cortias, người đứng đầu nỗ lực ngăn chặn chiến dịch Ark of Omen của Tòa án Dĩ Giáo, đã nhận được báo cáo từ mật vụ của mình có mặt trong chiến dịch tại Idoratos của Unforgiven. Sau tất cả, ngay cả với sự trở lại bất ngờ của một Primarch trung thành nữa là Lionel Johnson, chiến dịch Ark of Omen đã kết thúc với chiến thắng cuối cùng thuộc về liên minh của Hỗn Ma. Bước ngoặt mới này lại một lần nữa yêu cầu Imperium phải chuẩn bị sẵn sàng cho thảm họa. Cả nhà lãnh đạo như Dante, Azrael, Kilimon và chính Cortias sẽ phải tiếp tục phân chia nguồn tài nguyên và nhân lực đang ngày càng hạn hẹp của Imperium để ngăn chặn kế hoạch của chúng bằng mọi giá. Trong khi đó, Lion sẽ phải nhanh chóng định hình vị trí của mình trong trật tự mới của Thina để có thể bắt đầu tham gia vào nỗ lực chung của Imperium sớm nhất có thể. Vì nếu những lời cảnh báo là chính xác, Abaddon sẽ trở về từ chốn hư không với một vị thần hỗn màng từ năm và một vũ khí mà không một đội quân nào trong Thina có thể chống lại. Hành trình tìm kiếm ổ khóa của The Ark Refrain đã thực sự bắt đầu.